Xin được đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin mà chắc chắn rất nhiều người đang rất là quan tâm thời điểm này, đó là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, bão số 3 đang là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với cả thời tiết trên biển cũng như là đất liền khu vực phía Bắc của nước ta. Cập nhật đến thời điểm hiện tại thì diễn biến bão như thế nào? Xin mời biên tập viên thời tiết Minh Duy. Vâng, anh Sơn Lâm. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì đến 10 giờ ngày hôm nay, bão số 3 đã mạnh lên cấp 16, tức là cấp siêu bão, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm từ 184 đến 201 km h trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Thái Bình Dương từ đầu năm cho đến nay. Dự báo thì bão sẽ duy trì cấp siêu bão trong 24 đến 36 giờ tới, khi di chuyển đến vùng biển phía tây bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Sau đó đêm mai sáng sớm thứ Bảy, bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam Trung Quốc và tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, cường độ có giảm nhưng vẫn rất mạnh, cấp 13 đến 14 giật trên cấp 17 khoảng sáng đến trưa của ngày thứ bảy thì bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền của miền Bắc. Các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ là từ ven biển Quảng Ninh trở xuống cho tới phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể là khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình có khả năng gió mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật trên cấp 14. Sâu hơn trong đất liền thì gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Khu vực Nam Định, Ninh Bình và phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa thì có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, giật trên cấp 10 với khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và tại thủ đô Hà Nội thì gió cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10. Cùng với gió mạnh sẽ là mưa bão hàng trăm km mm. Như vậy chỉ còn trong hôm nay và ngày mai khi trời còn nắng ráo để người dân chuẩn bị ứng phó với bão. Bà con nên lên kế hoạch sơ tán và thực hiện thực hiện việc sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nhanh chóng chẳng chỗ nhà cửa, ra cố mái tôn, kê cao đổ đạc nếu ở vùng trũng thấp, hạ biển quảng cáo ngoài trời, hạ thấp dàn cây cảnh trên cao nhất là khu trung cư ở các khu đô thị lớn như là Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long, neo đậu tàu thuyền vào nơi khuất gió, neo các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, chuẩn bị nước uống và lương thực đủ dùng cho 2 đến 3 ngày. Trước khi bão vào thì hôm nay miền Bắc sẽ tiếp tục quang mây nắng mạnh. Dự báo tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ có thể chạm mức nắng nóng gay gắt là 37 độ C, không có mưa nên bầu không khí nóng bức duy trì đến tận tối. Nhiệt độ vào lúc 19 giờ vẫn ở ngưỡng là 33 độ C. Trái lại ở Nam Bộ lại đang mưa nhiều do hoàn lưu bão tương tác với gió mùa Tây Nam khiến cho đối gió hoạt động mạnh lên. Tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay sẽ có mưa rông ở nhiều quận huyện, cảnh báo có nhiều điểm mưa to vượt hàng trăm mm gây ra tình trạng ngập úng trên các tuyến đường trụng thấp. Vừa rồi là các thông tin thời tiết, bây giờ quay trở lại với các tin tức của chuyển động 24 giờ. Xin cảm ơn anh Minh Duy, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến cơn bão số 3 đến với quý vị trong những chương trình tiếp theo.